Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trích đoạn vô cùng là hấp dẫn. Các bạn nhớ xem hết cái video này nhé. Rồi, let's go, đi vào thôi nào. 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.010. Thôi, trái đất sắp bị diệt vong rồi mà còn ở đây tấu hài hả? Trái đất diệt vong là sao? Là sắp đi đai cả lũ đó. Mà vô đây em nói cho nghe, đứng ngoài này nắng quá. Cái gì? Mạnh gấp 2 lần tụi mình. Chính xác, vô cùng mạnh luôn. Tụi anh đâu phèo mạnh vậy? Sao tụi mình chơi lại nó? Bây giờ mình chạy. Chạy thôi. Giờ tính sao đây? Ồ, sao anh biết đâu mất rồi. Wow, oh, ghê không? Wow, wow, các bạn thấy không? Wow, San bữa nay nâng cấp lên mạnh dữ nha. Wow. Nó bay đâu rồi? Wow, vậy. Các bạn thấy San bữa nay nâng cấp lên cấp level 2 là mạnh không? Mày yếu mà mày gai gió. Người ta đá, người ta bị ngu là chuyện mình ngu. Còn mày không đá thì mày nhảy lên siêu chứ. Bây giờ bị chúng con em ngu chưa? Rồi, chúng ta đã cùng xem Sì Tin và Sì Chum diễn đá 2 như thế nào nhá. Siêu. Các bạn đã nhận ra cái giọng điệu này chưa? Đó là chính là cái giọng điệu siêu của Đồ Đàn Đồ đó. Đúng rồi. Oh, Sì Tin gặp ngay cướp rồi các bạn. Ủa, chị Sơn. Rồi, Sì Tin gặp ngay đại ca hổ báo cáo trồn rồi. Như gốc cây ăn xin hả? Ồ, mà anh kêu em có gì không? Okay. Mỗi ngày phải donate cho tên cướp là 12.000 kim cương đấy các bạn. Nhiều. Thì một quả tên nữa. Rồi, một quả tên nữa nữa, không biết là cái tên cướp này lấy kim cương cả tên nữa để làm cái trò gì không biết. Mày nghĩ mày là ai? Mày hết thời rồi. Đau mày không có, mày không có gì. Rồi sao hắn lấy tiền cướp này đã lấy ngay cục gỗ bên ven đường để đập Sì Chum. Dạ, Sì Tin quên luôn. Anh trai bình tĩnh. Em có một quả trứng, em có một quả trứng. Thôi được, ăn một quả trứng nó bị nghiện. Có quả nào đó. Rồi, một quả trứng hắn còn chưa bằng lòng, hắn còn đòi 2 quả trứng luôn nè. Cái tiền cướp này giá hoa ha. Giống ai? Wow, may quá là giờ đồng đội Sì Tin đã quay trở lại để rút Sì Chum. Nếu bạn đúng nó rồi thì được sao? Rồi. Rồi, xin thưa các bạn, đó chính là khi mà Sì Tin đang pha trò cười một tí khi mà Sì Chum nhé. Sì Chum muốn đi vào để giải cứu Sì Tin pha trò và cuối cùng đã bị tên cướp này đuổi theo, giật theo và bỏ qua Sì Chum và đuổi theo Sì Tin luôn. Cái phần này cực kỳ là mắc cười, các bạn có thấy nó mắc cười không?